Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước trong tuần vừa qua thì diễn biến khá giằng co. Tuy nhiên, vào phiên cuối tuần thì chỉ số VN Index cũng đã chinh phục được vượt mốc 780 điểm. Và chúng ta cùng nhìn lại giao dịch của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua với nhận xét của vị khách mời là anh Trương Hiền Phương, giám đốc công ty chứng khoán GS Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ anh Phương. Chào Tú Trinh. Thưa anh, chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán cũng lên xuống khá là gọi là ở một cái có một cái hiện tượng khá là đột biến. Tuy nhiên càng về cuối phiên, tức là trước khi mà chúng ta nghỉ lễ đó, thì có vẻ như là các nhà đầu tư cũng khá là tích cực trong cái việc giải ngân. Như vậy thì nhìn chung trong cái tuần vừa qua thì anh thấy có điểm gì đáng chú ý của giao dịch của thị trường hay không? Về thị trường á, thì chúng ta cũng thấy là về cái khoảng tuần đầu, những ngày đầu tuần và trước của cái tuần trước nữa đó, thì thị trường có vẻ là hơi trầm lắng. Và đâu đó nó có một số các cái thông tin nó không được tích cực, ví dụ như là cái vấn đề Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, vấn đề là và Fed có tăng lãi suất hay không, vân vân, và một số các cái tin đồn không hay trong ngành tài chính, thì nó làm cho nhà đầu tư họ họ có vẻ như họ chùn bước. Và thêm nữa là có một số các cái lời bình luận về thị trường đã bước vào tháng 7 mưa ngâu, cũng không phải là thuận lợi lắm, dẫn đến là các nhà đầu tư ai cũng có cái khuynh hướng là họ e dè, đặc biệt là nhất là khi mà cái vùng trũng thông tin, lúc mà các cái doanh nghiệp không còn nhiều thông tin để công bố nữa. Tuy nhiên thì cái giai đoạn của về càng về cuối thì chúng ta cũng thấy là có vẻ như các nhà đầu tư họ đã bình tâm hơn và họ bắt đầu họ suy xét nhiều hơn trong cái bối cảnh là mặc dù thị trường không có nhiều thông tin, nhưng mà với cái giai đoạn điều chỉnh ngắn như vậy, nhẹ như vậy, thì cũng là một cái cơ hội để cho những nhà đầu tư trung và dài hạn, hoặc là những nhà đầu tư lớn, họ có cái điều kiện họ giải ngân nhiều, họ bắt đầu sẽ phải giải ngân dần vào những cái mã cổ phiếu mà họ đã chấm. Vì vậy tôi thấy cái dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thị trường, dẫn đến là cái thị trường những phiên cuối tuần là bắt đầu tăng điểm, và nó có khuynh hướng tăng tốc nhiều hơn so với những phiên đầu tuần. Vâng, tuy nhiên có một cái diễn biến khá là, có thể nói là cũng không phải là lạ lắm, nhưng mà cũng có thể nói là rất là đáng chú ý trong tuần vừa qua, đó là những cái cổ phiếu nào mà tăng giá thì tăng trần, nhưng mà những cổ phiếu nào giảm thì bị giảm sàn luôn. Tức là có một cái hiện tượng khá là bầy đàn ở đây, tức là nếu như mà cổ phiếu nào mà bị bán tháo đó thì hàng loạt các nhà đầu tư khác cũng bán theo, còn mà những cái cổ phiếu nào đang được mua vào thì mọi người cũng đua nhau để mua vào, dẫn đến cái việc là tăng giá trần của một số cái nhóm cổ phiếu như vậy. Thì anh có một cái nhận xét gì về cái diễn biến khá là cực đoan của cái việc giao dịch cổ phiếu như thế này? Về quan điểm á, thì tôi thấy đây là một cái việc hết sức bình thường. Vì thật ra trên thị trường chứng khoán không riêng gì ở Việt Nam, mà ở thế giới, những cái thị trường mà đã có cái bề dày thành tích lâu năm, ví dụ như Mỹ hay là châu Âu, thì hay là những cái nước quốc gia phát triển như Nhật hay Hàn Quốc, thì cái tính bầy đàn nó vẫn tồn tại. Và đó là lý do chúng ta cũng thấy là khi mà thế giới hoặc là có một vài cái thông tin nào đó công bố ra có lợi, thì các cái chỉ số index ở những cái quốc gia mà tôi vừa chia sẻ nó cũng đều tăng. Vâng. Các cái quốc gia khác nó cũng tăng theo. Còn khi mà có những cái thông tin tiêu cực đến từ thế giới hay đến từ một số các cái chính phủ, thì cái thị trường của cái quốc gia đó cũng giảm một cách đồng loạt và ồ ạt. Thì Việt Nam cũng vậy. Chúng ta cũng phải hiểu là trên thị trường chứng khoán thì thường là có hai nhóm nhà đầu tư. Một nhóm nhà đầu tư chúng ta gọi là nhà đầu tư trung và dài hạn, thì mình hay gọi là những nhà đầu tư thực thụ. Còn nhóm thứ hai đó là những nhà đầu cơ. Đó là họ không quan tâm nhiều đến các cái giá trị lâu dài của doanh nghiệp, hay là họ cũng không có cái ý định là sẽ gắn bó lâu dài. Và họ chỉ tận dụng các cái cơ hội, những cái nhịp sóng của thị trường để họ tìm kiếm cái khoản lợi nhuận do chênh lệch giá. Và đây là họ dựa vào cái nghiệp vụ arbitrage, tức là tìm kiếm lợi nhuận do trong các cái nghiệp vụ mua và bán, mua vào và bán ra.
Vì vậy, đối với những nhà đầu tư này thì họ sẽ luôn luôn, thứ nhất là những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ tạo các cái bước sóng, và những nhà đầu tư nhỏ hơn thì họ sẽ phải đi theo những cái bước sóng đó. Sóng tăng thì họ mua lên, giảm thì họ cũng bán ra. Cũng đâu đó nó cũng đến từ cái việc là một số các cái quan điểm của nhà đầu tư. Khi mà họ cảm thấy có những nhà đầu tư dẫn dắt thị trường mà mua vào thì họ cũng cho đó là cơ hội, họ cũng nhảy vào mua theo. Rồi một số các nhà đầu tư lớn khi họ chọn giải pháp bán ra thì những nhà đầu tư nhỏ hơn người ta cũng quan ngại những cái rủi ro, và họ tin vào cái việc những nhà đầu tư lớn đã bán ra tức là có vấn đề, cho nên họ cũng chọn giải pháp bán ra. Nó dẫn đến cái khuynh hướng bày đàn liên tục như vậy. Và tôi nghĩ cái hiện tượng này nó sẽ luôn luôn tiếp diễn trên thị trường chứng khoán, nó không bao giờ dừng lại. Nhưng mà bởi vì là nó diễn ra khá là mạnh mẽ và khá rõ trong cái tuần vừa qua như vậy, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là có đưa ra một cái dấu hiệu gì hay không khi mà cái việc đầu cơ, đúng không anh, như anh nói, lại diễn ra một cách rất là rõ ràng như vậy. Bởi vì chúng ta sau khi kỳ nghỉ lễ thì sẽ có một vài, ví dụ như là chúng ta biết được cái kết quả review của các quỹ ETF, cũng như là có một số những cái thông tin mới và những cái doanh nghiệp mới lên sàn upcom chẳng hạn cũng sẽ được coi như là chính thức lộ diện. Như vậy thì anh có cho rằng là các nhà đầu tư cần phải có một cái tâm lý thận trọng hơn, ví dụ như anh nói là chúng ta vẫn đang tháng 7 mưa ngâu, hay là các nhà đầu tư có thể tự tin hơn để mà giải ngân vào thị trường sau khi mà cái thứ 6 vừa rồi các cổ phiếu blue chips cũng đã tăng điểm rất là nhiều và dòng tiền cũng đã quay trở lại với thị trường một cách tích cực hơn? Tôi nghĩ về tổng quan thì thị trường chứng khoán chúng ta đang có nhiều cơ hội để dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư trung và dài hạn. Những cái cổ phiếu blue chip hay là những cái doanh nghiệp lớn đều đang có cái tốc độ tăng trưởng khá là ấn tượng. Ngoài ra thì cái kết quả kinh doanh của những quý sắp tới, ví dụ như quý 3 hoặc quý 4, đều hứa hẹn cái khả năng nó sẽ tốt hơn do các cái chính sách điều hành của chính phủ, cũng như là cái một số các cái quy định mới, những cái nghị định từ phía ngân hàng nhà nước đang hỗ trợ cho cái hệ thống ngân hàng, dẫn đến là sẽ giúp cho cái dòng tiền nó sẽ lưu thông trên nền kinh tế nó tốt hơn, và nó sẽ hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp. Từ đó các doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi nhuận, thì do vậy là nó sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Vâng, và về cái mặt nhóm ngành thì anh có một cái nhận xét gì đối với lại những cái nhóm ngành tích cực? Ví dụ như bất động sản, đúng không anh, tuần vừa rồi thì cũng khá là tích cực nhưng mà cũng có phần nào hạ nhiệt vào cái cuối tuần. Còn ngân hàng thì cũng đang bị giảm giá rất là nhiều, có thể là liên quan đến những cái ví dụ như đại án Ocean Bank này nọ chẳng hạn thì cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà như anh nói thì rằng là các ngân hàng khác đó, nói chung đó, thì có khả năng tăng giá trong tuần sau hay không? Tôi nghĩ cái dòng ngân hàng sẽ tiếp tục là cái dòng dẫn dắt cho cái xu hướng tăng trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ cái dòng bất động sản và dòng chứng khoán cũng sẽ là những cái dòng cổ phiếu hỗ trợ nối tiếp theo cái sự dẫn dắt của dòng ngân hàng. Vì tôi nghĩ ba nhóm ngành này sẽ là ba nhóm ngành chính hưởng lợi từ các cái chính sách mới vừa được công bố. Và đó cũng là ba cái nhóm ngành thường hiện hữu trong những cái nhóm ngành hot nhất của thị trường chứng khoán. Do đó luôn luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Vì vậy tôi nghĩ thị trường chứng khoán sắp tới sẽ chứng kiến nhiều sự bùng nổ dựa trên cái nền tảng là ba cái nhóm ngành này. Cảm ơn những ý kiến phân tích vừa rồi của anh. Thưa quý vị vừa được nghe những tư vấn và phân tích về thị trường chứng khoán từ anh Trương Hiền Phương, và anh Phương cũng như Tú Trinh cũng xin hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin 24/7.